Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 12, Ước chung và ước chung lớn nhất. Các em nhớ đây là bộ sách cánh diều. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách của chương trình sách giáo khoa mới thầy đều đã làm chúng ta rất là chi tiết, rất là đầy đủ rồi. Các em tìm để các em học nha. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 47 nào. À, như vậy chúng ta sẽ đến với cái bài toán đầu tiên. Là cái bài toán mở đầu này các em. Thầy giáo chuẩn bị 30 miếng dứa và 45 miếng dưa hấu. Dứa hay là gọi là quả thơm nữa các em. Để liên hoan lớp, thầy muốn chia số miếng trên vào một số đĩa sao cho mỗi đĩa có số miếng mỗi loại là như nhau. Vậy thì thầy giáo có thể chia như thế nào và bao nhiêu đĩa? Số đĩa nhiều nhất mà thầy giáo có thể dùng là bao nhiêu? Đấy. Vậy chúng ta chú ý nào. Chia như thế nào và bao nhiêu đĩa này? Và cái mà nhiều nhất này. Được chưa? Chia nhiều nhất này này là bao nhiêu? Được chưa? Vậy thì để giải quyết cái bài toán này thì chúng ta sẽ vào cái bài học hôm nay. Thì trong cái phần bài học này nó sẽ có liên quan tới, chúng ta sẽ quay lại nó nhé. Giờ chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên này, đó là ước chung và ước chung lớn nhất. Rồi trước hết thì chúng ta sẽ vào câu A. Nêu các ước của 30, của 48 theo thứ tự tăng dần. Đó. Như vậy thì ở cái nội dung này chúng ta có làm được không các em? Hoạt động này có làm được không? Ước của 30. Ước của 30 nè. Chúng ta đã học rồi đúng không? Tức là 30 nó sẽ chia được cho những cái số nào? Đúng không nào? Thì 30, ước nhỏ nhất của nó sẽ là mấy? 1 nè. Chia được cho 2. 30 chia được cho 3. Đúng không? Chia được cho mấy nữa nhỉ? Cho 5 nè. 30 chia được cho 6. 30 chia được cho 10. Đúng không? Chia được cho 15 và chia được cho chính gì? Chính nó. Vậy thì đây chính là gì? Những cái ước của 30 đúng không? Đó. Như vậy chúng ta sẽ điền nó vào đây. 1, 2 nè. Mấy đây? 3 nhá. Đây sẽ là 5 nè. 6 nè. 10 nè. Được chưa? 10, 15 nè. Và 3 gì? 30. Đấy. Cũng tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ tìm ước của 48. Như vậy thì ước của 48 chúng ta đã có nó chia cho 1, cho 2. 48 cũng chia được cho mấy các em? Cho 3. Đúng không? 48 chia được cho 4 nè. 48 chia được cho 6 nè. Chia được cho 8 nè. Đúng không? 6, 8, 48 đúng không nè. Chia được cho 10, 12. Chia được cho 14 không được. Chia được cho 16. Đúng rồi. Chia được cho bao nhiêu? 24 và chia được cho chính gì? Chính nó. 48 đúng không? Chia cho 24 và chia được cho 48 là chính nó nè. Đấy, vậy thì đây chính là gì? Các ước của 30 và 48 chúng ta xếp theo thứ tự là tăng gì? Tăng dần. Được chưa? Tìm các số vừa tìm được ấy, ở trong hàng thứ nhất, vừa ở trong hàng thứ hai. Tức là chúng ta sẽ tìm xem ở trong hàng thứ nhất này và trong cái hàng thứ hai ở đây nè. Có những cái số nào mà nó vừa xuất hiện trong hàng 1 lại vừa xuất hiện trong hàng 2, đúng không? Đấy, như vậy chúng ta thấy là các số vừa xuất hiện trong hàng 1 này, vừa xuất hiện trong hàng 2. Đó là số nào? Số 1 nè, đúng không? Số mấy đây? Số 2 nè. Được chưa? Số 3 đều có nè. Đây 5, đây 4 không được nè. Số 6 nè. Được chưa? 18, 15, 12. Đấy, như vậy thì sẽ có là các số đó là 1, 2, 3 và 6. Đấy, vậy thì những cái số mà của 30 và của bao nhiêu? 48 nó đều xuất hiện như vậy thì người ta gọi đây là gì? Ước chung. Đấy, các số vừa ở trong hàng thứ nhất, vừa ở trong hàng thứ hai, đó là 1, 2, 3, 6 nè, được chưa? Thì chúng ta được gọi nó là ước chung của 30 và 48. Đấy, vậy thì các em đã có một cái hiểu đây là ước chung. Ước chung thì người ta sẽ ký hiệu là IC. Ư và
ư vào chữ cờ nhé. Còn bữa trước ta đã tìm hiểu chữ ước này, đúng không? Đấy, thầy vừa làm đây. Đây là tìm ước. Còn ước chung thì chúng ta sẽ sử dụng thêm chữ cờ sau nữa. Vậy thì giờ để viết ước chung của 30 này với 48 ta mở ngoặc ra. Đấy, hôm trước ta chỉ viết là ước của 30 như thế này, đúng không? Đấy, đúng chưa? Hiểu chưa nào? Rồi, sang câu C. Xác định số lớn nhất trong các ước chung của 30 và 48. Như vậy thì số lớn nhất trong cái ước chung này nè là số nào các em? 1, 2, 3, 6. Vậy thì số lớn nhất đây sẽ là số mấy? Số 6, đúng không nào? Đấy, vậy thì ta xác định nè, số lớn nhất trong các ước chung của 30 và 48 là số 6. Và số đó được gọi là ước chung lớn nhất. Đấy, được chưa? Như vậy qua cái này chúng ta sẽ có một cái kết luận. Các em ghi nó vào. Số tự nhiên N được gọi là ước chung của hai số A và B nếu N vừa là ước của A vừa là ước của B. Đấy, vậy thì ước chung đó. Nhớ nha, đây là ước chung nè. Và số lớn nhất trong các ước chung của A và B thì được gọi là ước chung lớn nhất. Đấy, trên cái bài này thì ước chung của A và B, tức là của 30 và của 48, đó là 1, 2, 3, 6. Và số 6 lớn nhất trong đây thì nó được gọi là ước chung của 30 với lại 48. Vậy thì qua cái này, quay lại cái bài toán mở đầu của chúng mình. Đây, thầy giáo thấy chia 30 miếng bánh, miếng dứa và 48 miếng dưa, đúng không? Đấy, vậy thì 30 với 48 đây này chính là gì? Ước chung. Chúng ta đã tìm xong. Thầy giáo có thể chia như thế vào bao nhiêu đĩa? Như vậy thì chúng ta sẽ có mấy cái chia các em? Mấy cái chia đây? Chính là 1, 2, 3 và 6. Như vậy thầy giáo có thể chia thành mấy đây? 1 đĩa, 2 đĩa, 3 đĩa và 6. Đúng không? Đúng không? Đấy, nhiều nhất bao nhiêu đĩa? Đấy, nếu một đĩa nè thì sẽ là 30 miếng dứa và 48 miếng gì? Dưa. Nếu hai đĩa thì 30 chia 2 sẽ là 15 miếng gì? Dứa. 48 chia 2 sẽ là 24 miếng dưa, đúng không? Nếu 3 đĩa. Được chưa? Vậy thì câu thứ hai này, số đĩa nhiều nhất mà thầy có thể chia là bao nhiêu? Đấy chính là cái ước chung lớn nhất này nè. Vậy thì số đĩa nhiều nhất thầy chia đó là mấy đây? 6 nhá. Vậy chúng ta trả lời được chưa? Đó, ý thứ nhất 1, 2, 3, 6 đĩa, đúng không? Số đĩa nhiều nhất thầy có thể chia đó là 6 gì? 6 đĩa. Xong chưa nào? Đấy, như vậy chúng ta vừa giải quyết xong bài toán mở đầu, vừa biết cách tìm ước chung và ước chung lớn nhất của hai cái số rồi các em nhé. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang cái nội dung tiếp theo là cái quy ước viết tắt này. Thầy vừa giới thiệu rồi đúng không? Viết tắt ước chung là ư và chữ cờ đây nè. Và ước chung lớn nhất nè, ước chung lớn nhất nè. Đấy. Đây, ước chung nè, ước chung lớn nhất nè. Ước chung của 30 48 đó là các số 1 2 3 6 nè. Ước chung lớn nhất của 30 với 48 sẽ là 6 nhé. Đấy. Ta ký hiệu tập hợp các ước chung của A và B là ước chung AB. Và ước chung lớn nhất của AB, ước chung lớn nhất của A và B. Được chưa? Đến đây xong nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào ví dụ số 1. Người ta cho này. Số 5 có phải là ước chung của 20 và 30 không? Và giải thích vì sao? Đấy, vậy thì để mà biết được số 5 nó có là ước chung không? Ước chung đã nha. Thì chúng ta phải tìm là số 5 là ước chung của 20 và 30. Vì 5 vừa là ước của 20 vừa là ước của 30. Đó, tức là để có cái kết luận này thì các em phải tìm nè. Ước của bao nhiêu? Ước của 20 nè. Các em sẽ tìm được đó là những số nào các em? 1 nè, 2 nè, 4 nè, đúng không? 5. Mấy nữa các em? 10, đúng không? Và chính nó nè.
Rồi, ước của số bao nhiêu? 30. Chúng ta sẽ có, đó là gì? 1 nè, 2 nè, 30 chia được cho 5 nè, đúng không? Chia cho 6 nè, chia được cho 10 nè, chia được cho 10, 15 và chia được cho chính gì? Chính nó, đúng không? Vậy thì các em thấy nè, ở đây nè, ước chung của 20 và không có dấu phẩy nha các em, chỉ dấu phẩy thôi, không chấm phẩy nha. Sẽ là những số nào đây các em liệt kê ra? Chung nè, 1 nè, số mấy đây? Số 2 nè, số mấy đây? Số 5 nè. Đó, số mấy nữa? Số 10 nè. Vậy thì đây chính là ước chung của 20 và 30, bao gồm 4 cái số như thế này. Người ta hỏi số 5 có là ước không? Vậy thì rõ ràng số 5 đây. Được chưa? Đấy, để mà hiểu được câu A thì chúng ta phải phân tích ra như thế này nhá. Được chưa? Rồi, ta hỏi nè, số 6 không phải là ước chung của 12 và 26. Câu B đấy. Tức là số 6 có phải là ước chung của 12 với 26 không? Và giải thích vì sao. Đó, và họ khẳng định là không. Vậy thì muốn biết cái này thì thầy với các em lại giải cái này xem. Số 6 vì sao nó không nha. Thầy đang làm để chúng ta hiểu. Rồi, như vậy chúng ta có số 12 nè. Ước của 12. Thì các em sẽ tìm được nó sẽ là những số nào đây. 1, đúng không? 2 nè, 3 nè, 4 luôn nè, đúng không? 6, 10, 12. Rồi, ước của bao nhiêu? 26. Như vậy 26 chúng ta thấy nó chỉ chia được cho mấy thôi? Cho 1. 26 chia được cho 2. 26 có chia cho 3 không các em? Không chia hết cho 3 đúng không? Như vậy thì 1, 2, 10, 13. Và chính nó nè. Đúng không? Đấy, như vậy thì ở đây chúng ta thấy ước chung của 12 và 26 thì các em chỉ có những số nào đây? Có số 1 chung nè. Số mấy chung nữa? Số 2 chung. Đúng không? Chỉ có hai số này thôi. Nhưng người ta hỏi số 6, vậy số 6 đây có không? Không. Đấy, các em hiểu chưa? Hiểu về ước và ước chung chưa nào? Xong nhá. Rồi, từ cái này bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần vận dụng 1. Hay là bài luyện tập 1 đấy. Số 8 có phải là ước chung của 24 và 56 không? Vì sao? Đấy, vậy thì để trả lời được thì các em lại phải tìm cho thầy tuần tự từng bước nha. Trong sách giáo khoa người ta làm rất là tắt, đúng không? Trước hết mình sẽ tìm gì? Ước của mấy? 24 nè. Ước của 24 sẽ là những số nào đây? Sẽ là những số đó là 1, đúng không? 2. 24 chia được cho 3 không? Chia được cho 3 đúng không? 24 chia được cho 4 nè. Chia được cho 6 nè. Chia được cho 8 nè. Chia được cho 10, 12 và chia được cho chính gì? Chính nó. Đúng chưa nào? Rồi, ước của bao nhiêu? 56 nè. Ước của 56 sẽ là những số nào? Những phần này thì các em đã làm rất là quen rồi đúng không? 1 nè. 56 chia cho 2 không? 5 chia cho 2 thì được mấy? Được 2. Còn dư 1, 16 chia cho 2 chia được là 2 nè. Đúng không? 56 chia cho 3 không? 5 với 6, 11 không chia cho 3. 56 chia cho 4 không các em? Không được. Như vậy 56 chia cho 7 chia được cho 8. Chia được cho bao nhiêu nữa? Chia được cho 20. Tức là 56 các em chia cho 2, đúng không? 5 chia cho 2 thì được 1. Như vậy nó sẽ chia cho bao nhiêu? À, được 2 chứ. Được 2 còn dư 1, 16 chia cho 2 thì được 8. Như vậy sẽ 28. Số nào nữa không kèm? Và chính nó đúng không? Đúng chưa nào? Đấy, vậy thì bây giờ nè, người ta hỏi cái số 8 này nè. Thì chúng ta nhìn xem.
Thôi giờ trước hết mình tiếp tục, mình sẽ tìm ước chung của 24 với lại 56 đã nhé. Nó sẽ là những số nào chúng ta liệt kê ra. 1 nè. Mấy đây? Số 2 nè. 4, 6. Như vậy số 8 nè. Đúng không? Đấy. Vậy thì chúng ta thấy số 8 nó có nằm trong đây không? Như vậy số 8 này nó nằm trong trong ước chung của hai thằng này. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời như nào nhỉ? Số 8 là ước chung của cái gì? Của 24 và 56. Vì sao? Vì 8 này vừa là ước 8 vừa là ước của mấy? 8 này vừa là ước của 24 và cũng là ước của bao nhiêu? Cũng là ước của bao nhiêu các em? 50 56. Được chưa? Đấy, như vậy thì đây chính là gì? Câu A. Bây giờ đến câu B này. Số 8 có phải là ước chung của 14 và 48 không? Đó, bây giờ ta lại hỏi là 14 với lại 48 thì chúng ta lại đi tìm ước của hai cái anh đó, sau đó mình sẽ tìm tiếp đến ước gì? Ước chung. Rồi, bây giờ mình sẽ đến câu B nhé. Câu B nè. Số 8 có phải là ước chung của 14 và 48 không? Và giải thích vì sao? Đấy, như vậy thì muốn biết được cái số 8 này nó có là ước chung của 14 với lại 48 không? Thì chúng ta sẽ tìm ước của bao nhiêu? Ước của 14 nè. Đúng nè. Ước của 14 sẽ là những số 1, 2, 7 và gì? Chính nó. Đúng không nè? Và ước của bao nhiêu? 48 nè. Chúng ta sẽ tìm được đó là những số là 1 nè, 2 nè. 48 chia được cho 3. Đúng không? Chia được cho 6, chia được cho 8. Chia được cho bao nhiêu? 24. Và chia được cho chính gì? Chính nó nè. Đúng chưa nào? Vậy thì ước chung của 48 với lại 14 nè. Ước chung nè của 14 với số 48. Các em sẽ có đó là những số nào các em? 1, 2. Số nào nữa không? Hết rồi đúng không? Như vậy thì ở đây nó chỉ có mấy số? 2 số thôi. Nhưng người ta lại hỏi số mấy? Số 8. Vậy số 8 nó chỉ là ước của thằng nào? Đây, chỉ mỗi ở đây có số 8 thì trên này có số 8 không? Không có số 8. Vậy thì mình sẽ trả lời số 8 không là gì? Không là ước chung của bao nhiêu các em? Không là ước chung của 14 và 48. Đó, giải thích vì sao? Vì 8 chỉ là ước của mấy? Chỉ là ước của 48 mà không là ước của bao nhiêu? Không là ước của 14. Đó, được chưa các em? Đấy, thì đây là một trong những cái cách mà chúng ta có thể giải thích đơn giản như vậy. Được chưa? Rồi, vậy thì qua cái này chúng ta sẽ đến với một cái phần ghi nhớ nè. Các em cùng xem nè. Số tự nhiên N được gọi là ước chung của 3 số A, B, C nếu N là ước của cả 3. Đó, vậy thì để tìm hiểu hơn thì chúng ta sẽ vào cái phần ví dụ 2. Ta liệt kê ở đây. Liệt kê các ước của 12 và của 20 theo thứ tự tăng dần. Viết tập hợp ước chung của 12, 20 và tìm ước chung lớn nhất. Cái này có gì khó không nhỉ? Dễ thôi đúng không? Đây, ta làm hai cái liệt kê. Ước của 12 gồm những số này, ước của 20 đây.
Vậy thì các ước chung của 12, 20 chúng ta sẽ xem nó có những số nào chung. 1, 2. Đúng không? Mấy nữa? 4 à? Đúng chưa? Đó, vậy thì ước chung của hai anh này sẽ là 1, 2 và 4. Vậy thì trong 1, 2, 4 là số 4 này lớn nhất, nên nó sẽ là ước chung lớn nhất. Đơn giản không? Đơn giản đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ làm cái vận dụng 2. Vận dụng 2 ở đây nhá. Vận dụng 2 người ta hỏi cái gì? Số 7 có phải là ước chung của 14, 49, 63 không? Đó. Vậy thì cũng giống như chúng ta tìm ước chung của một gì? Của hai số, thì bây giờ ba số các em cũng sẽ lần lượt chúng ta tìm ước của từng số này. Chúng ta sẽ có ước của bao nhiêu? 14 đó nè. 14, ước của nó là 1, 2, 7 và gì? Chính nó, đúng không? Đúng là cái này chúng ta đã làm rồi. Ước của bao nhiêu? 49 nè. Sẽ là những số nào đây? Sẽ là 1 nè. 49 chia cho 2 không? Không được. 4, 9 với 4, 13 cũng không chia cho 3. Như vậy 49 chia cho 7. Đúng không? Và chia được cho mấy? Và chia được cho chính nó, đúng không? Đúng không nào? Đấy. Ước của 63. Ước của 63 sẽ là những số nào các em? 1, 6 với 3. 6 với 3 là 9. Như vậy chia được cho 3 nữa. Đúng không? Rồi, 63 chia được cho 7. Chia được cho 9. Như vậy 63 chia cho 3 thì sẽ được 20 mấy? 21. Đúng nào? Rồi, và chia được cho số nào nữa không các em? Chia được cho chính nó thôi. Đấy, chúng ta liệt kê như vậy. Có thể ở đây sẽ có thể là bị thiếu nha. Vậy thì ước chung của 14, 49 với lại 63. Đây, ước chung của ba cái anh này nhá. Ước chung nè, của 14 nè, 49 nè, 63 nè. Đó, các em liệt kê ra. Có những cái số nào chung? Có 1 nè, 1 nè, có 1 nè. Đúng không? Đầu tiên chắc chắn là số 1 nè. Số 2, ở đây có nhưng đây không có. À, người ta nhìn thấy số tiếp theo đó, số 7 nè. 7 nè, 7 nè, đúng không? Đấy, như vậy nó chỉ có hai số đó, số 1 và số gì? Số 7. Đúng không? Đấy, như vậy nó có hai số như thế này rồi, thì giờ ta hỏi số 7 có phải không? Thì các em sẽ trả lời như thế nào? Dễ như là ăn xin gôm rồi, đúng không? Vậy thì số 7 là ước chung. Ước chung gì? Của bao nhiêu? 14, 49 và 60, 63. Chấm nè. Vì, các em giải thích vì sao? Vì 7 nè, vừa là ước 7 đây nè, vừa là ước của 14. Được chưa? Vừa là ước của ai? Ước của 49. Và của bao nhiêu? Của 63. Đấy, vậy thì đây chính là gì? Chính là cái bài số 2 mà chúng ta phải đi tìm đây nhá. Xong chưa các em? Đấy, thầy giảng rất là từ từ chậm rãi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang nội dung kiến thức tiếp theo. Đó là hoạt động 2. Quan sát cái bảng sau. Đó, người ta cho mình một cái bảng này. Các ước của 24 liệt kê ra. Các ước của 36. Câu A nè. Viết tập hợp ước chung của 24 với lại 36. Có viết được không kèm? Quá dễ rồi, người ta đã có ước ở đây rồi. Thì mình có viết được không? Đây, thầy viết luôn đây nhá. Như vậy thì ước chung của 24 và 36 nè, sẽ bằng nè, tập hợp của nó nè, có một chung nè, đúng không nào? Đấy,
Mấy chung ở đây? 2 chung nè. Số 3 chung nè. Số mấy chung? 4 chung nè. Số mấy đây? 6 chung nè. 8. Số 10? 12 chung nè. Đấy, vậy thì đây chính là gì? Tập hợp các ước của 24 và 36. Ước chung lớn nhất của 24, 36 là số nào? Thì chúng ta chỉ cần nhìn vào đây. Số nào lớn nhất trong cái tập hợp này các em? Số nào? Số 10, 12. Vậy thì ước chung lớn nhất của 24, 36 sẽ là số 10, 12. Được chưa? Đơn giản không nào? Rồi câu C này. Thực hiện phép chia ước chung lớn nhất 24, 36 cho các ước chung của hai số đó. Đấy, tức là giờ chúng ta phải thực hiện phép chia. Phép chia ước chung lớn nhất cho tất cả những cái ước này, chung của hai số này. Tức là chúng ta sẽ chia cho từ 1 cho đến mấy đây? Cho đến số 10, 12. Đúng không? Vậy thì đây là toán lớp 1 rồi đúng không? Chúng ta sẽ lấy ước chung là 12 chia cho mấy đây? Chia cho 1 bằng 10, 12. Tiếp tục mình chia cho ước thứ 2. Đó là gì? 12 chia cho 2 bằng 6. Đúng không? 12 chia cho mấy? Chia cho 3 bằng 4. 12 chia cho 4 bằng 3. Đúng không? Tiếp theo, 12 chia cho mấy? Chia cho 6 thì bằng 2. Và 12 các em chia cho bao nhiêu? Chia cho 12. Các em chia cho 10, 12. Đó, tự nhiên này nó đang là viết là nó bị mất mực rồi các em. Rồi, 12 nè. Rồi sang đây đi nhé. Như vậy tiếp tục chúng ta sẽ lấy là bao nhiêu? 12 chia cho 10, 12 thì bằng mấy? Bằng 1. Đấy, như vậy được chưa các em? Thực hiện đơn giản không? Xong nhé. Quá đơn giản đúng không nào? Rồi mình sang cái trang tiếp theo nào. Trang số 49 nào. Như vậy ước chung của hai số là ước chung lớn nhất của chúng. Đấy, vậy thì đây nó rút ra cái kết luận cho các em. Và các em nhớ nha. Ví dụ 3. Biết ước chung lớn nhất của AB bằng 60. Tìm tất cả các số có hai chữ số là ước chung của A và B. Đấy, vậy thì đây là cái cách mà chúng ta sẽ tìm ngược nè. Tìm ước khi biết ước gì? Ước chung lớn nhất nè. Đấy, đây là cái cách mà chúng ta này. Tìm ước khi biết ước chung lớn nhất nha. Vì ước chung của AB đều là các ước của gì? Ước chung lớn nhất. Tức là đều là ước của thằng 60 này. Nên tất cả các số có hai chữ số là ước chung của AB sẽ là 10, 12, 15, 20, 30 và 6 gì? 60. Đấy, vậy thì đây là người ta đã giải ra cho mình. Để hiểu hơn thì thầy và các em sẽ giải cái bài vận dụng 3 này nhé. Được chưa? Vận dụng 3 này. Tìm tất cả các số có hai chữ số là ước chung của AB. Biết rằng ước chung lớn nhất của AB sẽ là số bao nhiêu? 80 nè. Đó, thầy sẽ giải chi tiết để cho chúng ta hiểu. Như vậy các em biết nè. Các em biết nè. Vì nè. Ước chung lớn nhất nè. Của số A, số B mà chúng ta phải đi tìm nó bằng bao nhiêu? Bằng 8, 80. Đó. Nên là gì? Nên tất cả các cái số nè. Tất cả các số có hai chữ số. Có hai chữ số nè. Đều là ước chung của gì? A và B. Đúng không? Sẽ là ước chung. Của gì? Của A và B. Hai các em hiểu một cách khác này nè.
Hiểu một cách khác nhé. Hai đều là ước của thằng nào? Đều là ước của số nào đây? Ước của 8, 80. Vì sao? Vì số 80 là ước chung của gì? Của A và B. Vậy thì những số đó là... Vậy thì ta có là ước của 80. Đây, như này đi cho nó dễ nhé. Vậy thì ước chung, ước chung lớn nhất của A, B chính bằng gì? Ước của bao nhiêu? Ước của 80. Nhớ chúng ta chỉ tìm là gì? Những số có hai chữ số mà 80 này chia hết. Đúng không? Đó là những số 10 nè. 80 chia được cho bao nhiêu? 16. Đúng không? 5, 6, 3, 10, 0, 3, đúng rồi, chia cho 16. Chia được cho 20, chia được cho 4 gì? 40. Và chia được cho chính gì? Chính nó nè. Vậy thì đây chính là gì? Những ước chung. Những số có hai chữ số nè. Vậy Vậy thì bây giờ mình chỉ kết luận thôi. Vậy thì những số đó là, đúng không? Vậy thì những cái số đó là, các em ghi lại đây thôi. Bao nhiêu? 10, 10, 16, 20, 40 và 8 gì? 80. Đấy, đây chính là gì? Cái bài luyện tập 3 này các em nhé. Xong chưa? Bài của chúng ta hôm nay này sẽ rất là dài đấy, chứ không có ngắn như mọi hôm đâu. Rồi, mình xong cái phần 2 nha. Nãy chúng ta biết cách tìm ước chung và ước chung lớn nhất rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 25 mã. Tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố. Rồi. Hoạt động 3. Ta có thể tìm ước chung lớn nhất của 3, 6, 4, 8 theo các bước như sau. Phân tích số 36 và 48 ra thừa số nguyên tố. Như vậy 36 phân tích ra nè. Các em phân tích theo cái sơ đồ cột dọc hoặc là gì, theo sơ đồ cây cũng được, đúng không? 36 các em phân tích ra thì nó sẽ được là 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2. 48 phân tích ra 2 mũ 4 nhân gì? Nhân 3. Bước 2 nè. Chọn ra các thừa số nguyên tố chung của 36 và 48. Đó là mấy? Đó là số 2 nè. Và số gì? Số 3. Nó có chung nè. Đây có 2. Đây cũng có 2. Đây có 3. Đây có 3. Đó là 2 và 3. Với mỗi thừa số nguyên tố 2 và 3 này, chúng ta sẽ chọn lũy thừa số mũ là nhỏ nhất. Nhớ là lấy số mũ nhỏ nhất. Vậy thì ở đây 2 mũ 2. Đây là 2 mũ 4. Vậy thì nhỏ nhất của hai cái này sẽ là mấy? 2 mũ 2. Chúng ta sẽ lấy số gì? 2 mũ 2. Không lấy 2 mũ 4 nha. Hiểu chưa? Tương tự như vậy, đây là 3 mũ 2 với lại 3 thì ta lấy số mũ nhỏ nhất, tức là 3, tức là 3 mũ gì? 3 mũ 1. Lấy tích của các lũy thừa đã chọn, ta nhận được ước chung lớn nhất cần tìm. Đó là 2 mũ 2 nhân 3 mũ 1 và bằng 12. Đấy, vậy thì đây là cách thứ hai nha. Cách thứ nhất của chúng ta là tìm ước chung lớn nhất bằng cách mình tìm gì? Ước của từng số. Cách thứ hai nè, phân tích ra thừa số nguyên tố. Đấy, khi phân tích thì nhớ lấy số mũ, chọn ra số chung, lấy số mũ nhỏ nhất, rồi nhân cái tích đó vào. Hiểu chưa? Bước này thầy nhắc lại nhé. Bước 1 nè, phân tích ra thừa số nguyên tố. Bước thứ 2, trong các thừa số này, chọn hai cái số mà mình phân tích ra có những cái nào chung, thì mình liệt kê ra. Sau khi liệt kê xong thì sẽ chọn số mũ nhỏ nhất. Khi liệt kê xong rồi, chọn được số mũ nhỏ nhất rồi thì mình sẽ tiến hành là nhân nó vào, lấy tích của nó. Hiểu chưa? Đó, em nào chưa hiểu thì tua lại cái video hay là xả lại cái video nhé. Rồi, như vậy qua cái này chúng ta sẽ có 4 bước tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích ra thừa số nguyên tố như sau. Bước 1, phân tích. Bước 2, chọn thừa số chung.
Bước 3, chọn lũy thừa số mũ nhỏ nhất. Và bước thứ 4, chúng ta lấy tích của nó. Hiểu chưa nào? Rồi, cụ thể hơn thì chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ 4 nè. Tìm bước chung của 120 với 168 nè. Người ta phân tích số 120 ra chúng ta bằng 2 mũ 3 nhân 3 nhân 5. 168 bằng này. Được chưa? Được chưa nào? Đấy, vậy thì nhìn vào đây nè. Nhìn vào đây, chúng ta sẽ thấy những anh này nó có thừa số chung là gì? 2 nè. Đúng không? Bên này có 2, đây có 2. Ở đây có 3, đây cũng có 3 nè. Đúng chưa nào? Vậy thì đây là những thừa số chung, là bước thứ 2. Bước thứ 3, mỗi thừa số chung chúng ta chọn mũ nhỏ nhất. Đây 2 mũ 3, đây là 2 mũ 3. Như vậy anh này phải là 2 mũ 3. Đúng không? Anh này 3, anh này 3 đều 3 mũ 1 hết. Vậy thì đây là 3. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy cái gì? 2 mũ 3 nhân 3. Tức là bằng mấy? 8 nhân 3 bằng 24. Như vậy, ước chung lớn nhất của hai anh này sẽ là bao nhiêu? Số 24. Hiểu chưa? Đó, và người ta giải bên này cho chúng ta đây. Đấy, có phải là số 24 không? Chính xác, đúng không nào? Rồi, và để vào cái này thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm, làm thêm một cái vận dụng nữa. Đó là cái bài số 4 này. Tìm ước chung lớn nhất của 126 và bao nhiêu? 162. Được chưa? Luyện tập 4 hay vận dụng 4 nhé. Bước 1 này, các em làm theo từng bước này. Bước 1 là các em phân tích nè. Bước 1 nè, chúng ta phân tích ra thừa số nguyên tố nè. Ta sẽ có nè. Cái này thầy chỉ làm theo từng bước để các em nắm thôi, còn trình bày chúng ta không cần phải ghi bước hay gì nhá. Ta có 126, các em phân tích ra thừa số nguyên tố cho thầy theo hàng, đúng không? Còn không thì các em sử dụng tuyệt chiêu, đó là gì? Tìm ước chung. Đúng không? Tìm ước chung trên máy tính cầm tay á. Bởi vì cái này chúng ta có thể sử dụng được máy tính nè. Được chưa? Vậy thì 126 này các em phân tích ra, chúng ta sẽ được là 2 nhân với mấy? Nhân với 3 mũ 2. Nhân với gì? Nhân với 7. Được chưa? Số 162 các em phân tích ra thừa số nguyên tố, các em sẽ được là 2 mũ 3 nhân 3 mũ gì? 3 mũ 2. Đấy, vậy là xong bước thứ nhất, đúng không? Bước 2 nè. Bước 2 nè, các em chọn ra được số mũ nhỏ nhất. Đúng không? Ta thấy là số chọn thừa số nguyên tố chung của nè. Cái này thầy chỉ viết lại thôi nhá, chọn thừa số nguyên tố chung của bao nhiêu các em? Của 126, 126 và 162. Chúng ta sẽ chọn được những thừa số nào đây? Trên có 2, dưới có 2, trên có 3, dưới có 3. Đó là số gì? 2 và số 3. Đúng chưa? Đấy. Vậy thì tiếp theo này, đến bước 3 này. Bước 3 chúng ta sẽ tìm số mũ, đúng không, của từng canh này. Số mũ nhỏ nhất của 2 là mấy? Số mũ nhỏ nhất của 2 là mấy đây? Anh này là 2 mũ 1, anh này 2 mũ 3. Vậy thì sẽ là 2 mũ 1, tức là bằng 2. Đúng không? Số mũ nhỏ nhất của mấy? Của 3 nè, sẽ là mấy đây? Anh này 3 mũ 2, anh này 3 mũ 2. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 3 mũ gì? 3 mũ 2. Vậy thì bây giờ đến bước 4 thôi. Vậy thì đến bước 4 là chúng ta sẽ tìm được thôi. Bước 4, ước chung lớn nhất của 126 chứ.
126162 sẽ bằng mấy đây? Tích của nó 2 mũ 1 tức là 2 nhân với 3 mũ 2. 2 nhân với 9 đúng không? Bằng 10, 18. Vậy thì đây chính là kết quả. Được chưa? Đấy, đây chính là kết quả của cái bài vận dụng 4 này nhá. Chính là bao nhiêu? 18. Được chưa các em? Xong chưa nào? Đấy, bài rất là dài nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo. Đó là hai số nguyên tố cùng nhau. Đấy, như thế nào thì gọi là hai số nguyên tố cùng nhau? Hai số nguyên tố cùng nhau này. Hoạt động 4 này. Tìm ước chung lớn nhất của 8 với lại 27. Bây giờ chúng ta sẽ tìm. Bằng cách nào đây? Ước chung lớn nhất của 8 với 27. Vậy thì ở đây, để mà ôn lại bài ấy, thì chúng ta có hai cách. Cách 1 này, chúng ta sẽ phân tích theo từng cái đúng không? Đúng không? Cách 1 thì chúng ta sẽ tìm được ước của 8 này. Đây thầy đang ôn chúng ta từng cách nha. Ước của 8 sẽ bằng bao nhiêu? 1, 2, 4 và 8. Đúng không? Ước của bao nhiêu? Ước của 27 bằng mấy? 1. Mấy nữa các em? 27 chia được cho 3. Chia được cho mấy? Cho 9. Đúng không? Và chia được cho chính gì? Chính nó. Như vậy giờ đến đây, chúng ta sẽ thấy hai anh này có ước chung là mấy đây? Số 1 thôi. Đúng không? Vậy thì ước chung lớn nhất của 8 với lại 27 chỉ có một số 1 duy nhất, đó là 1. Vậy thì đây là cách 1 nhá. Cách 1 ta phân tích từng ước ra, sau đó tìm ước chung mới tìm được ước chung lớn gì? Lớn nhất. Đúng không? Rồi, thầy sẽ hướng dẫn ta cách số 2. Đây là ôn bài luôn nha. Cách 2. Cách 2 thì các em phân tích từng câu này ra, thừa số nguyên tố đúng không? Đúng không nào? 8 nè, các em phân tích ra thừa số nguyên tố thì sẽ bằng 2 mũ mấy nhỉ? Có phải bằng 2 mũ 3 không? 27 nè. Thì bằng mấy? 27 nè. Các em chia được cho 3 nè. Bằng mấy? 9 nè. 9 chia được cho 3 này, bằng 3 này. 3 lại chia cho 3 được 1 nè. Đúng không? Đấy, như vậy thì 27 đây này lại bằng mấy? 3 mũ 3. Vậy thì hai cái anh này không có cái số nào là chung cả. Đúng không? Nên là gì? Phải lấy một số duy nhất, đó là số gì? Số 1. Được chưa? Hiểu chưa nào? Đấy. Như vậy thì đây là hai cái cách mà chúng ta có thể làm nhé. Được chưa các em? Rồi. Như vậy chúng ta đã xong được cái bài hoạt động 4 à. Hai số nguyên tố cùng nhau là hai số có ước chung lớn nhất là bằng 1. Đấy, tức là hai số này đều là số nguyên tố cả đúng không? Thì nó sẽ có ước chung lớn nhất là bằng 1. Rồi, ví dụ 5. Hai số 1433 có nguyên tố cùng nhau không và giải thích vì sao? Đấy, vậy thì người ta chắc trả lời nè. Hai số 1433 nguyên tố cùng nhau vì ước chung lớn nhất của nó đều là 1, tức là hai anh này không có cái ước chung nè. Không có cái này nè. Chỉ có một cái số duy nhất, đó là số gì? Số 1. Hiểu chưa các em? Đấy. Nên nó sẽ là gì? Hai số nguyên tố cùng nhau. Nhớ nhé. Hai số nguyên tố cùng nhau thì sẽ có ước chung lớn nhất là bằng 1 nha. Câu B nè. Hãy chỉ ra một số nguyên tố cùng nhau với 6. Vậy thì người ta giải thích nè. Do ước chung lớn nhất của 5 với 6 bằng 1 nên 5 và 6 là hai số nguyên tố cùng nhau. Tức là ngoài số 6 này ra, các em có thể tìm được một số khác, chẳng hạn là số mấy? 6 này, chúng ta có thể là tìm được số 7 nữa cũng được gì? Đúng không? Đúng chưa nào? Đấy, ngoài số 5 người ta tìm ra, các em có thể tìm đây là số 7 cũng được. Đúng không? Số 11 cũng được. Đúng chưa nào? Hiểu chưa?
Rồi, vậy thì ở cái này các em cần nhớ là hai số nguyên tố cùng nhau là hai số nguyên tố có ước chung lớn nhất là bằng 1. Đấy, nhớ nhá, sau này mà làm những cái bài tập đấy các em. Chứ không phần lý thuyết thầy dạy như vậy nhưng các em không nắm được, đến lúc làm bài tập các em lại bình luận loạn xạ ở trên, rất khó để giải thích. Rồi, giờ đến hoạt động số 5. Người ta yêu cầu tìm ước chung lớn nhất của 4 và 9. Thế vậy thì ở đây chúng ta chỉ cần xác định một cái thôi, nhìn người ta biết ngay 4 với 9 nó có ước chung không? Không có, đúng không? Ước chung lớn nhất của 4 với 9 là chắc chắn là gì? Bằng 1 rồi. Vì sao? Vì số 4 à? Ước của 4 à? Nó chỉ là những số nào? 1, 2 và chính nó. Đúng không? Ước của số 9 này, nó lại là gì? 1 này, 3 này, 9 này. Đúng không? Hai ông này chỉ có mỗi con 1 này là chung rồi nè. Đấy, do đó ước chung lớn nhất của hai ông này sẽ là 1. Đấy, nhìn một cái chúng ta thấy ngay đúng không? Đúng chưa nào? Đó. Rồi, câu B. Có thể rút gọn phân số 4 trên 9 được nữa hay không? Đấy, vậy thì đây là cái cách mà rút gọn phân số bằng cách tìm cái gì? Tìm ước chung lớn nhất. Như vậy thì 4 trên 9 ta không còn, không thể chia với 4 với 9 cho cùng số nào được nữa, đúng không? Do vậy chúng ta là không thể, đúng không? Không. Vì sao? Nếu giáo viên hỏi vì sao thì các em phải biết giải thích. Vì 4 và 9 này không cùng chia hết cho một số nào ngoài số mấy? Ngoài số 1 thôi. Như vậy 4 chia cho 1 bằng 4, 9 chia 1 bằng 9 cũng bằng nhau, đúng không? 4 và 9 này này nó sẽ không cùng chia hết cho cái số nào khác ngoài mấy? Ngoài số 1. Đúng không? Đấy. Do vậy là gì? Chúng ta sẽ không rút gọn được nữa nhé. Được chưa? Đấy, nếu mà trả lời được câu này thì giáo viên phải bái các em làm gì? Sư phụ rồi. Vì sao? À, bạn này học rất tốt. Được chưa nào? Rồi, vậy thì qua cái này chúng ta mới biết vì sao đây nè. Không rút gọn được nữa thì nó mới trở thành là phân số tối giản. Là phân số có tử và mẫu là hai số nguyên tố cùng nhau. Đấy, ở tiểu học thì các em hiểu phân số tối giản là phân số làm sao? Không thể rút gọn được nữa thì gọi là tối giản. Còn lên đây là gì? Tử và mẫu là hai số nguyên tố cùng nhau. Có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là hai cái số nguyên tố này này, nó chỉ có chung một gì? Một ước, đó là 1 thôi. Thì người ta gọi là phân số tối giản nhé. Đây là cái cách ở trên cấp trung học cơ sở của mình định nghĩa như vậy. Tiểu học chúng ta hiểu tối giản là không rút gọn được, đúng không? Rồi, sang phần ví dụ 6 nè. Rút gọn phân số 16 trên 20 về phân số tối giản. Trong hai phân số này, rồi chúng ta làm câu A trước, xem người ta hướng dẫn câu A này. 16 với 20, tìm ước chung lớn nhất của 16 với 20, đó là bằng mấy? Bằng 4. Vì sao? Vì 16 chia cho 4, 20 cũng chia cho 4, đúng không? Đó, các em có hiểu chỗ này không nhỉ? Đây, có nghĩa là gì? Ước của 16 nè sẽ bằng những số nào? Đó là 1, 2. 16 chia được cho 3, đúng không? 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, và cho chính nó. À, 8 nữa chứ. 16 đâu chia cho 3. 1, 2, 4. Một nè, hai nè, bốn và 16, đúng không nào? Ước của bao nhiêu? 20. Nó sẽ là những số là 1, 2, 4, 5, 10, đúng không? 2 gì? 20. Như vậy hai ông này chỉ có một cái chung nữa là gì? Số 4 nữa nè. Đấy là ước chung, đúng không? Đấy, vậy thì đây nè. Ước chung lớn nhất của 16, 20 đó là gì? Số 4 nè. Nó có chung 1, 2, 4, 1, 2, 4, nhưng mà lớn nhất là số 4 ấy, ước chung nó là 4, đúng chưa?
Vậy 16 trên 20 sẽ bằng 16 chia 4 trên 20 chia cho 4, vậy thì nó sẽ bằng 4/5. Đấy, đây cái cách mà chúng ta rút gọn tiểu học rất là quen thuộc. Nhưng mà ở đây muốn rút gọn được chúng ta phải tìm gì? Ước chung. Còn tiểu học chúng ta làm sao là hai cái số này nó cùng chia hết cho số nào thì chúng ta rút gọn. Đấy, còn ở đây là cái số mà chúng ta chia hết đó thì được gọi là ước chung lớn nhất. Nhớ nhá. Đấy, thầy liên hệ cả cái cấp tiểu học cho các em đấy. Siêu không? Đó, thầy này nổ banh xác rồi. Thôi nó chơi thôi nhá. Rồi, câu B. Trong hai phân số 12 trên 15, 26 trên 30, phân số nào bằng phân số 16 trên 20? Vậy thì muốn biết nó bằng thì chúng ta xem nè. 12 trên 15 các em rút gọn, nó sẽ là 4/5. 12 trên 15 ta rút gọn bằng 4/5, đúng không? 16 trên 20 các em cũng rút gọn cái anh này đi. Đấy, ở đây người ta không có rút gọn. Vậy 16 trên 20 này thì các em rút gọn ở trên đây nè, nó bằng bao nhiêu? 4/5 là của câu A nè, đúng không? Đúng chưa? Đấy, chứ không biết ở đâu nó ra 4/5 ở đây nhá. 26 trên 30 khi rút gọn của nó thì được bao nhiêu? 13 trên 15. Như vậy thì ba cái phân số này các em thấy nè, rút gọn nó khác nhau. Nên là gì? Chỉ có cái anh 12 trên 15 này này nó bằng với 16 trên 20. Vì sao? Vì nó cùng rút gọn bằng mấy? 4/5. Vậy thì đây là cái mà ở tiểu học các em gọi là hai phân số bằng nhau, đúng không? Hai phân số bằng nhau là hai phân số có tử bằng với tử và mẫu bằng với mẫu. Hoặc là khi chúng ta rút gọn đi thì đưa nó về phân số tối giản thì nó phải bằng nhau. Cụ thể 4/5, 4/5. Đấy, cái này ở tiểu học học nhá. Đấy, thầy hôm nay là liên hệ chúng ta kiến thức tiểu học rất là nhiều đó. Nhiều em mà bị mất cái gốc thì cũng là một cơ hội đấy nha. À, như vậy chúng ta đã thực hiện xong được về nội dung lý thuyết rồi nhá. Như vậy tóm lại trong cái bài này, trong cái bài của chúng ta thì có những cái gì các em? Có tìm ước chung lớn nhất. Tìm ước chung lớn nhất ta có hai cách. Cách thứ nhất là phân tích nó ra từng cái ước một, sau đó tìm ước chung và tìm trong cái ước chung đó đâu là lớn nhất. Cách thứ hai các em phân tích ra thừa số nguyên tố, đúng không? Được chưa? Rồi, nội dung thứ hai trong cái bài này các em nắm đó là gì? Hai số nguyên tố cùng nhau. Hai số nguyên tố cùng nhau tức là hai số nguyên tố này nó chỉ có một ước chung lớn nhất, đó là 1. Được chưa? Đấy, thì về lý thuyết thầy tổng kết lại cho các em như vậy đó, để các em thực hiện nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với phần bài tập nè. Số 1 có phải là ước chung của hai số tự nhiên bất kỳ không? Đấy, bây giờ nó này là người ta hỏi nha. Số 1 có là ước chung của hai số tự nhiên bất kỳ không? Và chúng ta phải giải thích xem vì sao. Nếu có thì vì sao, mà nếu không thì cũng phải vì sao. Được chưa? Được chưa? Vậy thì rõ ràng các em biết số 1. Số 1 nó là gì? Thầy vừa nói xong, hai số tự nhiên bằng nhau, đúng không? Vậy thì số 1 nè, thầy vừa tổng kết xong đó. Số 1 sẽ là ước chung của cái gì? Của hai số tự nhiên bằng nhau. Của hai cái số tự nhiên bằng nhau. Vì sao vậy các em? Vì đây, vì tất cả các số tự nhiên đều có ước là mấy? Là 1, đúng không? Chả có số tự nhiên nào mà không chia hết cho 1, đúng không? Tất cả các số tự nhiên đều có ước là 1. Được chưa? Đấy. Nhưng mà nếu ta hỏi nè, số 1 có là ước nguyên tố chung của hai cái số tự nhiên không thì không được nhá. Nhớ nha, ta hỏi, nếu câu hỏi nó cũng vậy các em đừng bị nhầm ở đây. Nhớ nha,
Vì số 1 không là số nguyên tố, cũng không là hợp số đấy. Cẩn thận, thầy nhắc cái này là ăn hành đấy, đúng không? Rồi, sang bài số 2. Bài 1 được chưa? Ổn chưa nào? Rất ngon lành cành đào nha. Sang bài số 2. Quan sát cái hình sau. Rồi, chúng ta quan sát. Đấy, các em thấy nè. Có một cái màu vàng là các ước của số 495. Đây. Cái ngoằn nghèo giống như là gì? Con đường mà chúng ta đi lên Tây Bắc vậy đó. Đúng không? Là ước của số bao nhiêu? 440. Rồi, vậy ta yêu cầu cái gì trong cái hình này? Viết tập hợp ước chung 440 và 495. Các em có nhìn thấy không? Nếu em nào mà nhanh thì nhìn một cái cho thấy nè. Cứ hai cái này nó gặp nhau ở chỗ nào thì đó là ước chung. Đây, hai thằng này gặp nhau ở số 1 nè. Gặp nhau ở khúc số 5 nè. Chỗ 9 này trống đúng không? Gặp nhau chỗ 11 nè. Các em gặp nhau tiếp ở số 55 nè. Đấy, vậy thì đây chính là gì? Các ước chung. Vậy thì tập hợp. Câu A thầy viết đây luôn nhé. Vậy thì ước chung của 440, 495 sẽ là những số nào? À, 1, mấy, 5, 11 và 50, 55. Được chưa? Dễ như là ăn sinh gum thôi đúng không? Đưa sinh gum bảo đố em ăn được. Bạn nào cũng biết bóc hết đúng không? Tìm ước chung lớn nhất. Lại dễ tiếp. Vậy thì trong những cái ước chung này nè, đâu là ước chung lớn nhất? Số bao nhiêu? 55 này nè. Đúng không? Dễ hơn cả ăn kẹo đúng không? Vậy thì ước chung lớn nhất của 440 và 495 chính là số nào? 50, 55. Đúng không? Anh 11 có vào nhảy vào tranh chức vô địch được không? Không được. Anh bé hơn tôi, đúng không? Bạn này thấp bé nhẹ cân, đúng không? Sao mà bằng anh được? Đấy, anh 55 đây, chú mới có 11 thôi. Rồi, bây giờ sang bài số 3. Lâu lâu giỡn tí cho các em vui thôi nhá. Rồi, bài 3. Tìm ước chung lớn nhất của từng cặp số trong 3 số sau đây. Đấy, của từng cặp số trong 3 số sau đây. Từng cặp nha các em. Rồi, vậy thì bây giờ muốn tìm được cái này nè, các em phải tìm ước của từng cái anh này trước. Như vậy nè, phân tích nó ra. Thừa số nguyên tố thầy. Số 31 nè. Số 31 này nè, phân tích ra thử số nguyên tố. Đây là số gì? Số nguyên tố rồi thì nó chỉ bằng 1 nhân với 31 nhân với chính nó thôi đúng không? Đó, chúng ta ghi trên này có chữ ta có đi. Xóa này đi nhá, ta có đây, lập luận. Vừa làm vừa dạy các em cách lập luận trình bày luôn. Không có là giáo viên thì bảo bạn này làm cọc lóc quá. 31 bằng 1 nhân với chính nó. Đúng không? Số 22 cũng là bao nhiêu? 22 thì bằng 2 nhân với 11. Đúng không? Phân tích ra 22 chia cho 2. Rồi, số bao nhiêu? 34 à. Quanh này thì sẽ chia được cho 2. Anh vậy thì sẽ chia được cho 2 thì chỉ nhân với 10, 17 nè. Đấy, vậy thì mình đã phân tích ba cái thằng này ra thừa số nguyên tố rồi nè. Đúng chưa? Vậy bây giờ này, tìm ước chung lớn nhất của một trong những cái anh này với nhau. Rồi, ta sẽ có cặp đầu tiên nè. Ước chung lớn nhất của số 31 nè với 22 trước đi. Được chưa? 31 với 22, hai ông này có cái nào chung không các em? Anh này 1, anh này 31, anh này 2, 11. Chả vào đâu cả. Vậy thì đây chính là hai số nguyên tố cùng gì? Cùng nhau. Hai số nguyên tố cùng nhau thì chỉ có ước chung lớn nhất là mấy?
là một. Đúng không? Đâu có liên quan. Rồi, tiếp tục tìm ước chung lớn nhất của 31 với lại anh 34 đi. Được chưa? 31, 1, 31, 34, 2, 17 cũng không liên quan đến nhau cả. Như vậy cũng lại là hai số nguyên tố cùng nhau luôn. Được chưa? Rồi cuối cùng, ước chung lớn nhất của anh 22 với lại anh 34. Đúng không? Vậy thì hai anh này có chung cái số mấy đây? Số 2 duy nhất. Đấy. Dễ chưa? Cứ dễ như là ăn kẹo xinh gôm thôi đúng không? Chả có gì cả. Rồi câu B nhá. Cũng tương tự như vậy, mình sẽ phân tích ba cái thằng đó ra. 105. Em phân tích ra thừa số nguyên tố. Em nào không biết thì chúng ta có thể sử dụng máy tính Casio ta bấm nha. Đúng không? Thầy hướng dẫn rồi. Bấm số đó nè. Bấm dấu bằng. 105 bằng rồi ship. Đấy. Như vậy 105 nó sẽ bằng 3 nhân 5 nhân 7. Được chưa? 128 nè. Kem phân tích ra thừa số nguyên tố. Nó sẽ là 2 mũ 7, tức là 7 con số 2 nhân với nhau. 135 sẽ bằng bao nhiêu? 3 mũ 2 nhân với 5. Rồi bây giờ nhiệm vụ chúng ta cũng lại tìm theo cặp ở đây. Đó, thấy không? Ước chung lớn nhất của 105 với lại 128. 105 đây, 128 đây. Có cái nào chung không? Có không? Chả có cái nào chung, chả có liên quan đến nhau cả. Anh và em cứ là hai con đường, đúng không? Không chung lối đi. Rồi, tương tự như vậy, cũng ước chung lớn nhất 105 với 135. Đấy. Vậy thì đây là anh và em đã có tiếng nói chung rồi đây nè. 2, 105, đây 135. Có 3, có 5, có 7. Đây có 3 mũ 2, có 5. Đấy, anh và em có một số đây nhá. Đúng không? Có số mấy nữa đây? Số 3 nữa nè. Vậy thì nhớ nè, liệt kê ra hai thằng này có chung hai số, đó là 3 và 5. Số mũ nhỏ nhất của 3, đây là 3, đây 3 mũ 2, vậy chúng ta lấy là gì? 3 mũ 1. Số mũ nhỏ nhất của 5, đây 5 mũ 1, đây 5 mũ 1, vậy đây là 5. Vậy thì hai này nhân với nhau bằng bao nhiêu? 3 nhân với 5 là bằng bao nhiêu? 10, 15 nhá. Đấy, đừng em nào hỏi vì sao nó ra cái số 15 này nhá, thầy không có đẻ ra. Bởi vì hai em này em có điểm chung, được chưa? Đó, trên đường mình chung lối, đúng không? Rồi, ước chung lớn nhất của cái anh 128 với 135. Xem nào. Có 2 mũ 7, có 3 mũ 2. Chung nhau không? Chả liên quan đến nhau cả. Vậy thì anh và em mỗi người một ngả, đúng không? Anh và em mỗi người một ngã, phải không nào? Rồi, đấy, xong bài. Vừa giảng vừa nói chuyện dân dỡn, kem đừng bảo thầy xàm nhé. Nhiều em lại bình luận là thầy xàm nha. Vậy mới vui kem ạ. Nhiều khi học toán kem bảo khô khan quá. Không, nhiều em đang thích học văn. Nhiều em học tiếng Anh, nhiều em học vật lý, khoa học tự nhiên, đúng không? Rồi, kệ đi, bạn nào làm gì làm. Bây giờ chúng ta thấy mệt, chúng ta có thể tự giải lao, đúng không? Tự thưởng cho mình một cái gì đó. Nhưng mà không được chơi game đâu nha. PUG chúng ta chỉ chơi theo một tuần, chúng ta chỉ chơi bữa nào thôi nhá. Cứ bình luận lên đây rủ thầy đánh game không. Thầy chỉ có dạy học chúng ta môn toán chứ không có dạy chúng ta đánh game được. Rồi, bài số 4. Tìm ước chung lớn nhất của 126, 150. Từ đó hãy tìm tất cả các ước chung của. Đấy. Vậy thì bây giờ tiếp tục nè.
Làm theo theo bước ta phân tích ra thử số nguyên tố này. 1, 2, 6 phân tích ra thử số nguyên tố. Cái này cho phép chúng ta bấm máy tính bằng bao nhiêu? Đây, thầy sẽ bấm bằng máy tính nha. 1, 2, 6 thầy sẽ bấm được bằng 2 nhân với 3 mũ 2 nhân với 7. Đúng không? 1, 5, 10 chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? 2 nhân 3 nhân 5 mũ 2. Đấy, không biết đúng không? Chắc chắn là phải đúng rồi. Vậy thì từ cái này chúng ta sẽ tìm được ước chung lớn nhất của 1, 2, 6, 1, 5, 10. Đây, ở đây thì phải viết ở đây. Hai cái anh này nè, có chung là số mấy? Số 2, số 3 nè. 2 nè, số 3 nè. Chưa lập tích nhá. Số mũ lớn nhất của 2, à, số mũ nhỏ nhất của 2 là mấy? 2 mũ 1, 2 mũ 1. Và chúng ta lấy số 2. 3 mũ 2, 3. Số mũ nhỏ nhất của 3 là mấy? Là 3 mũ 1. Đó, vậy thì đây. Giờ chúng ta bước số 4 lập tích. 2 x 3 bằng 6. Được chưa? Vậy tìm được ước chung lớn nhất chưa? Rồi. Câu B nè. Không phải câu B mà ý thứ hai trong cái câu đó nè. Từ đó hãy tìm tất cả các ước chung của 1, 2, 6 và 1, 5, 10. Đấy. Vậy thì chúng ta có nè. Ước chung của 1, 2, 6 và 1, 5, 10 này nè. Chính là ước của mấy các em? Chính là ước của thằng nào đây? Của 6 đây nè. Đó, và nó sẽ bằng những số nào? 6 này chia hết cho những số nào thì liệt kê ra. Chia cho 1, chia được cho 2, chia được cho 3 và chia được cho chính gì? Chính nó. Hiểu chưa? Đấy, đây gọi là tìm ước chung của hai cái số này. Xong chưa nào? Ngon lành cành đào chưa? Rồi. Bài tiếp theo, bài số 5. Rút gọn các phân số sau về phân số tối giản. Đấy, nhớ về cái cách. Nhớ là tiểu học là phân số tối giản là phân số không thể rút gọn được. Còn ở trên này, phân số tối giản là cái phân số mà chúng ta như thế nào? Trong phần lý thuyết thầy đã nêu kỹ lắm rồi nha. Đừng em nào lại thắc mắc nha. Bài số 5. Phân số nè, 60 trên 72. Vậy thì muốn rút gọn được cái ông này thì chúng ta phải tìm cái gì? Tìm cái gì đây? Tìm ước chung của hai ông này, xem hai ông này có chung cái nào, đúng không? Vậy thì ta có ước chung lớn nhất của 60 với 72. Đó là số nào các em? Có nhớ cái cách không? Không nhớ thì nhìn vào máy tính ở đây, chúng ta đang tìm bao nhiêu? 60 với 72 nhá. Rồi, thầy sẽ bấm máy. Ta cùng quan sát. Đây. Ước chung lớn nhất của 60-72 dùng Casio. Đúng không? Đầu tiên ấm phím gì? Alpha. Dấu gì? Dấu nhân. Đúng không? Dấu nhân. Sau đó bấm đến số nhiều? 60. 6, 10. Shift. Dấu gì? Dấu phẩy. Bao nhiêu? Số 72. Đóng ngoặc lại. Ấn dấu gì? Dấu bằng. Như vậy chúng ta sẽ có nó bằng bao nhiêu? Bằng 12. Đó, cái này thầy đã làm một video riêng về thủ thuật. Các em tìm ở trên kênh thì các em làm nhé. Đối với cái này thì chúng ta không đi phân tích dài dòng ra, bởi chúng ta chỉ tìm nhanh thôi. Được chưa? Ổn chưa nào? Đấy, vậy thì thầy hướng dẫn luôn trong cái clip này cho các em nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục
Như vậy chúng ta vừa dùng máy tính bấm được nó ra bằng bao nhiêu? 12. Vậy thì bây giờ làm gì? Lấy cả tử và mẫu chia cho bao nhiêu? Chia cho ước chung lớn nhất đây nè. Vậy 60 trên 72 chia cả tử và mẫu cho bao nhiêu? Cho 12. Sẽ là 60 chia 10, 12. 72 các em chia cho 10, 12 sẽ bằng bao nhiêu? 5/6. Xong chưa? Ngon nhá. Tương tự như vậy, phân số thứ hai. 70 trên 95. Chúng ta cũng sẽ có ước chung lớn nhất của 70 với lại 95. Các em dùng máy tính ta bấm cho nhanh. À, như vậy chúng ta sẽ có đây là mấy? 5. Vậy thì chúng ta sẽ có gì? 70 nè trên 90, 95 sẽ bằng 70 chia cho 5, đúng không? Trên 95, nhớ dùng thước kẻ cho nó đẹp nhá, để giáo viên khỏi trừ điểm trình bày vì sao mình làm đúng rồi. Nhưng mà giáo viên ghét mình, bảo tức là không có thiện cảm, nhưng gọi là ghét nhá, không có thiện cảm lắm, để trừ điểm thì lại trừ vào điểm trình bày đó, nên em phải dùng thước kẻ cho thẳng và đẹp vào, được chưa? Rồi nhá, để ăn điểm 10 chọn nha. Bảo cái thầy 2K thấy dạy đấy. 150 trên 360. Giáo viên có hỏi vì sao mà em tìm ước chung nhanh như vậy. Đừng có tiết lộ là dùng máy tính nha. Khi nào mà thầy cô nào dễ á, thì hãng tiết lộ tuyệt chiêu đó nhá. Rồi, vậy thì ước chung lớn nhất của anh này, bấm máy ra cho thầy coi. Rồi, như vậy khi bấm máy tính, hai anh này chúng ta sẽ được ước chung lớn nhất là số 3, 30. Vậy thì 150 trên 360 sẽ bằng 150 chia cho 3, 30 trên 360 chia cho 3, 30. Như vậy nó sẽ bằng bao nhiêu? 5/10, 12. Hãy nhớ dùng thước kẻ cho nó thẳng cái này nhé. Không giáo viên thấy đúng hết rồi mà không trừ được điểm là trừ điểm trình bày đấy. Được chưa? Rồi. Xong chưa nào? Ngon nhá. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với bài tiếp theo. Đó là bài số 6. Phân số 36 trên 81. Bài 6 nè. 36 trên 81 bằng các phân số nào sau đây? À, như vậy thì muốn biết nó bằng các phân số nào thì chúng ta sẽ rút gọn cái thằng 36 trên 81 đã, đúng không? Ta có nè, 36 nè trên 81 này nè. Đó, chúng ta rút gọn nó đi, tức là tìm ước chung, ước chung lớn nhất đây nè của cái thằng 36 này với thằng 81 này nè, là nó cùng chia hết cho mấy các em? Cùng chia hết cho 9, đúng không? Vậy thì 36 trên 81 này nè sẽ bằng 36 chia cho 9 nè, trên 81 này chia cho 9 nè. Vậy thì thằng này mình rút gọn nó sẽ bằng là 4/9 nhá. Được chưa? Tương tự như vậy thì trong những cái phân số người ta cho này nè, trong những cái phân số người ta cho này, chúng ta rút gọn xem thằng nào bằng 4/9 thì nó sẽ bằng. Được chưa? Hiểu không? Chỗ này hiểu không nào? Đó, vậy thì bắt buộc chúng ta lại tiếp tục này. Chúng ta tiếp tục rút gọn này. Ta có này, 48 này, trên 108. Như vậy các em sẽ rút gọn cái thằng này. Chia cả tử và mẫu cho mấy? Chia cả tử và mẫu, tức là ước chung lớn nhất của 48 với 108. Chia cả tử và mẫu cho 10, 12, đúng không? Đúng không nào?
Như vậy thì anh này với anh này có ước chung lớn nhất sẽ là 12. Chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho 12. Đúng không? Đúng không? Thì anh này sẽ bằng bao nhiêu? 4 phần 9 à? Được chưa? Rồi, tương tự như vậy thì ta cũng sẽ có nè. 80 trên 108 gì? 80. Vậy các em cũng sẽ tìm ước chung lớn nhất của hai cái anh này. Bấm máy tính cho thầy thật nhanh vào xem nào. Như vậy thì 80 với 180 thì sẽ có ước chung lớn nhất là 20. Đúng không? Anh ta sẽ chia cả tử và mẫu của anh này cho 20. 180 các em chia cho 2, 20. 80 chia cho 20 thì được mấy? Được 4. Đúng không? Đúng nào. Vậy thì 180 các em chia cho 20. Chúng ta sẽ được bao nhiêu? Bao nhiêu các em nhỉ? 9 đúng không? Đấy, vậy ông này bằng 4 phần 9 nè. Đấy, sang ông thứ 3 nhá. 60 trên 130 nè. Tương tự như vậy nhá. 60 trên 130. Như vậy hai cái bác này có ước chung không? Có không các em? 60 với lại 130. Đó, thầy cũng sẽ bấm để tìm ước chung. Như vậy hai ông này có ước chung là 10. 60 chia cho 10. 130 chia cho mấy? Chia cho 10. 60 chia cho 10 được 6. 130 chia cho 10 thì còn 10. 13. Được chưa? Rồi ông tiếp theo nè. 135. Tức là các em phải rút gọn hết về phân số tối giản đúng không? Trên 270. Đấy, chúng ta cũng sẽ tìm ước chung của 135 với lại 270. Đấy, các em dùng máy tính ta bấm nhé. Thì sẽ được bao nhiêu? Chính là 135. Như vậy phân số này là phân số tối giản rồi. Phân số này là phân số tối giản rồi. Chúng ta không rút gọn được. Được chưa? Giữ nguyên. Đó, các anh này chúng ta giữ gì? Giữ nguyên nè. Vậy thì qua cái việc rút gọn này nè, các em thấy những phân số nào nó bằng với 4 phần 9? Mấy phân số? Đây, 1 anh bằng 4 phần 9 nè, 2 anh bằng 4 phần 9 nè. Đó, vậy thì đến đây chúng ta sẽ trả lời. Trả lời cái gì nhỉ? Phân số nè. Phân số bao nhiêu? 36 nè trên 81. Đó, các em ghi nó lại thôi đúng không? Bằng phân số nè. Bằng phân số nào? 48 trên 108, 80 trên 180. 48 nè, trên 108 nè. Được chưa? Bao nhiêu nữa các em? 80 trên 180. Giáo viên có hỏi vì sao thì giải thích. Vì các phân số này đều như nào các em? Đều bằng bao nhiêu? Phân số tối giản. Đó, nhớ có cái cụm từ tối giản này cho thầy là giáo viên và ô thằng này học tốt đấy. Tối giản là mấy? 4 phần 9 nhá. Đấy, đây mình rút ra bằng 4 phần 9 nè. Thì mình phải lập luận cái 4 phần 9 này vào. Được chưa? Em chưa? Rất chi là em rồi đúng không? Xong chưa nào? Ổn nhá. Rồi, sang bài tiếp theo. Ồ, còn tới 2 bài nữa cả. Bài số 7 nè. Bài hôm nay rất là dài đấy. Nếu em nào mệt chúng ta có thể dừng cái video tại giờ để chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta học nhé. Bài số 7.
một cái nhóm gồm 24 bạn nữ, 30 bạn nam tham gia một trò chơi này. Các em thấy là số người ta cho này, nữ 24, nam ta cho là bao nhiêu? 30. Có thể chia các bạn thành nhiều nhất bao nhiêu đội chơi sao cho số bạn nam cũng như bạn nữ là chia đều vào nhau. Đó tức là bao nhiêu nam và nữ nè phải đều. Tức là nhóm 1 3 nam thì nhóm 2 phải 3 nam, nhóm 1 3 nữ thì nhóm 2 cũng phải 3 nữ, các em hiểu không? Vậy thì cái bài toán này là chúng ta chỉ tìm cái gì thôi, tìm ước chung lớn nhất thôi. Chả có gì khó cả đúng không? Vậy bây giờ chúng ta gọi này. Giải nó nhá. Gọi cái gì? Gọi số đội. Gọi số đội chia được là A hay là X hay là gì cũng được, tùy các em thích cái số nào các em ghi số đó. Được chưa? Chia được là A. Đúng không? Chấm. Theo bài ra nè. Theo bài ra thì có cái gì? Ta có nè. Mỗi một đội thì phải có số nam và số nữ đều nhau. Đúng không? Mỗi đội phải làm sao? Phải có số nam và nữ nè đều nhau hay bằng nhau, đúng không? Đều nhau. Vậy thì cái số đội nè, vậy thì A đây nè, A hay là số đội đúng không? Sẽ phải là cái gì? Sẽ phải là ước chung lớn nhất của ai? Lớn nhất của hai cái số này nè, 24 và 30. Đúng chưa? Vậy thì đến đây mình sẽ tìm nè, ta có nè, ước chung lớn nhất của 24 của 3 30 sẽ là số nào? Các em dùng máy tính chúng ta bấm cũng được. Đúng không? Các em dùng máy tính. Nhiều nhất, người ta hỏi số nhiều nhất thì mình chỉ tìm ước chung lớn nhất thôi. Như vậy thì 24 30 chúng ta sẽ có ước chung lớn nhất là mấy? Là 6. Vậy đến đây mình kết luận là vậy cái gì? Có thể chia cái gì? Nhiều nhất. Nhiều nhất là gì? Là 6 đội. Đúng không? Phương án của chúng ta nếu mà tìm chỉ ước chung của 24, 30 thì chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 6. Đúng không? Như ta hỏi nhiều nhất thì chúng ta sẽ chia được cho nó là 6 nhé. Đấy. Được chưa? Ổn chưa các em? Đấy, rồi, còn cái bài tiếp theo. Bài cuối cùng. Các em làm mệt chưa, phê không? Thầy thấy là mệt rồi đấy. Nói thật giọng rất là yếu rồi. Hết hăng rồi đúng không? Rồi. Học toán là phải vậy mới được, chứ không có làm buồn ngủ. Mà em nào mà không có kiến thức nữa thì chúng ta là thấy chán nữa đúng không? Nhưng mà chúng ta giải được là chúng ta sẽ thấy là gì? Rất là ham. Một khu đất có dạng hình chữ nhật với chiều dài. Đó, giờ này có là hình chữ nhật đây nè. Chiều dài là 48 mét. Chiều rộng bao nhiêu? Chiều rộng 42 mét. Người ta muốn chia khu đất ấy thành những mảnh hình vuông bằng nhau. Với độ dài cạnh đo theo đơn vị mét là số nguyên để trồng các loại rau, có thể chia được bao nhiêu cách? Với cách chia nào thì cạnh của mảnh đất hình vuông là lớn nhất và bằng bao nhiêu? Cái này thì chúng ta sẽ tìm ước chung. Ước chung chính là gì?
là số cách này, đúng không? Và ước chung lớn nhất ấy, sẽ là cạnh của cái hình vuông lớn gì? Lớn nhất, đúng không nào? Đấy, vậy thì chúng ta lập luận nó hơi dài dòng một tí thôi, nhưng mà hướng của chúng ta làm là như vậy. Số cách tức là ước chung của hai thằng này có bao nhiêu ước chung thì đó sẽ là bấy nhiêu số cách. Ước chung lớn nhất của hai này sẽ là gì? Sẽ là cách mà chúng ta chia cho cạnh của cái mảnh đất hình vuông đó là lớn gì? Lớn nhất. Các em hiểu cách làm không? Thầy nói gợi ý như vậy chúng ta phải nhạy bén ngay, suy nghĩ được ngay nhé. Rồi, vậy thì bây giờ nè. Bây giờ chúng ta có thể thấy nè. Ở đây chúng ta có thể lập luận là gọi chiều dài hay là gì, chiều rộng gì cũng được nhá. Hoặc là chúng ta, thôi thầy sẽ lập luận theo đúng cái hướng của nó đi, không có nhiều khi là giáo viên lại trừ cái điểm trình bày của các em. Gọi, ta gọi x hoặc y hoặc z gì cũng được. Gọi x nè là cách chia cái mảnh đất nè, mảnh đất hình chữ nhật thì viết tắt nhá, nhiều khi viết giờ là đến cuối là viết là xấu luôn rồi, hình chữ nhật lúc đầu xấu nhưng mà giờ quá xấu luôn, đúng không? Hình chữ nhật thành các cái mảnh hình vuông bằng nhau, thành mảnh hình vuông bằng nhau nè, được chưa? Mình chỉ gọi vậy thôi để mà hiểu. Rồi, tương tự như vậy thì cái thằng tiếp theo mình sẽ gọi một cái ông nữa, gọi là ông Y đi. Được chưa? Gọi Y đây nè, sẽ là cái độ dài. Độ dài của cái mảnh đất. Độ dài cạnh nhé. Độ dài cạnh mới được, chứ độ dài của mảnh đất thì sao biết được. Độ dài cạnh của cái mảnh đất này, được chưa? Y là độ dài cạnh của cái mảnh đất hình vuông. Hình vuông mà chúng ta chia theo cái cách lớn nhất nha. Đó, các em nhìn thấy đọc được không các em? Không, người ta nghe thầy nói chia theo cách lớn nhất. Chữ thầy đợt này viết càng về cuối là càng xấu rồi, đúng không? Chia theo cách lớn nhất. Đó. Vậy thì khi đó nè, ta gọi x gọi y xong rồi, đúng không? Khi đó nè, x sẽ là cái gì? Sẽ là ước chung. Nó chỉ là ước chung thôi, đúng không? Của chiều dài là 48, chiều rộng là bao nhiêu? 42. Và Y đây nè, sẽ là cái gì? Là ước chung lớn nhất. Đấy, như lúc đầu thầy đã nói, chúng ta phải xác định được hướng đi của cái bài, đúng không? Ước chung này là ước chung lớn nhất của bao nhiêu? 48 và 42. Đấy, vậy thì bây giờ mình lập luận xong thì giờ mình phang thôi, đúng không? Mình giải thôi. Vậy thì ta có nè, ước chung của 42 với lại 48 nè sẽ là những số nào? Đây, vậy thì muốn biết thì chúng ta phân tích hai cái ông này ra. Phân tích hai ông này ra thừa số nguyên tố, các em bấm cho thầy đi, đúng không? 42 nè thì sẽ bằng mấy? Đâu, số 42 rồi, phân tích cái số 42 ra, phân tích số 48 ra thì chúng ta sẽ có hai cái ông này có ước chung, đó là gì? Là 1, 2, 3 và 6. Đấy,
Như vậy thì đây chính là ước chung của 42 với 48. Được chưa? Vậy thì trong cái số này nè, thì số lớn nhất là số nào? Trong cái ước chung của hai ông này nè, là số nào đây các em? Chính là số gì đây? Chính là số 6. Được chưa? Vậy thì giờ đã tìm được cái này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ gán nó vào x. Đây chính là x nè. Và đây chính là gì? Y nè. Đúng không? Gán nó vào và chúng ta trả lời thôi. Đúng chưa? Vậy thì số cách nè. Vậy số cách đây, số cách chia mảnh đất hình chữ nhật, chia cái mảnh đất nè hình chữ nhật nhé, thành những hình vuông bằng nhau, thành những cái hình vuông bằng nhau là mấy cách các em? Thì ta sẽ có mấy cách? Ta sẽ có tổng cộng bao nhiêu ước đây? 1, 2, 3, 4. Ta sẽ có 4 gì? 4 cách. Được chưa? Đây, chia thành 4 cách với các cái đơn vị. Các em viết ra các cái đơn vị sẽ là mấy đây? 1, 2, 3, 6. 1 mét nè, 2 mét nè, 3 mét nè, hoặc mấy mét, hoặc là 6 gì? 6 mét. Được chưa? Ngon lành cành đào chưa? Rồi, tương tự như vậy mình sẽ lập luận đến cái thứ hai đây nè. Lập luận đối cái thứ hai là với cách chia nào thì cạnh của mảnh đất hình vuông là lớn nhất. Đấy, vậy thì với cách chia nào đây? Độ dài mấy mét đây? 6 mét. Thì cái cạnh của mảnh đất hình vuông nè, cạnh của mảnh đất hình vuông sẽ là gì các em? Sẽ là lớn nhất nhá. Đó, đến đây viết chữ hết đọc được luôn rồi, đúng không? Đó, nếu mà thì yêu cầu mình là gì, tính về cái diện tích á. Tuy nhiên thì đây là sách mà thầy đi tập huấn á, thì người ta yêu cầu đây là cái cạnh mảnh đất là bao nhiêu, lớn nhất. Nhưng mà sách của chúng ta, sách xuất bản của chúng ta á, thì người ta không gọi hỏi là cạnh, mà người ta hỏi là thì diện tích này. Đấy, ở đây người ta hỏi là diện tích là lớn nhất. Đấy, vậy thì nếu mà tính diện tích thì chúng ta chỉ cần tính thôi. Vậy thì khi đó mình sẽ tính được diện tích, đúng không? Vậy thì diện tích hình vuông. Vậy diện tích nè, mình đã tìm được cạnh là lớn nhất là 6 rồi, đúng không? Vậy thì diện tích hình vuông lớn nhất sẽ là, được chưa? Lớn nhất sẽ là bao nhiêu? Diện tích hình vuông bằng cạnh nhân với chính nó, tức là 6 x 6 sẽ là 36 mét gì? Mét vuông. Được chưa? Đấy. Vậy thì đây chính là gì? Đây chính là kết quả của cái bài số 8 này các em nhé. Rồi, và đến đây thì chúng ta đừng quên chia sẻ video vào cái kênh của chúng mình nhé.